ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong cái bảng điểm danh và các bạn sẽ nhận thêm được một cái băng đô. Wow, xịn thật sự nha. Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Ok, ngày hôm nay á, các bạn xem cái clip này của mình á, thì các bạn sẽ biết được một cái thông tin nó siêu chấn động luôn mọi người. Một cái phiên bản cập nhật sự kiện sắp tới siêu mới luôn và nó cực kỳ đẹp luôn. Có rất là nhiều gói đồ mới cũng giống như là nhiệm vụ mới nè, rồi movie VIP mới nữa. Nhưng mà đầu tiên thì mình thấy là hôm nay Admin có bán một cái gói đồng phục semi crop đúng không? Đó, của nam với lại của nữ luôn nha mọi người. Nhưng mà mình thấy nó cũng không đẹp lắm các bạn ạ. À mà khoan, từ từ. Hôm nay á là mình sẽ phát giải cho các bạn luôn nè. Rồi các bạn nhớ nha, tiếp tục tham gia mini game ngày hôm nay của mình nha mọi người. Rồi hôm nay thì mình sẽ đăng clip nó hơi muộn tí, tại vì tới chiều mới có thông tin cập nhật á. Rồi các bạn nhớ tham gia mini game ngày hôm nay. Đầu tiên là các bạn bấm đăng ký kênh, sau đó các bạn like clip này của mình. Rồi các bạn comment xuống tên nhân vật của mọi người nha. Phần thưởng đó chính là hình vẽ mặt trâu nha mọi người. Wow, có tổng cộng là 267 bạn tham gia nha. Thì mình sẽ phát giải trước cho các bạn luôn. Rồi bạn may mắn nhất trong cái clip ngày hôm qua của tôi đó chính là hình vẽ mặt trâu nha. Chúc anh Thịnh sớm đạt được 400k sớt. Tên của bạn này là bạn mèo bông nha mọi người. Rồi đây. Úi giời, cái gì vậy? Mới đứng có một tí thôi mà ở đâu mấy bạn tới nha. Rồi cho mấy bạn lên tivi luôn nha mọi người. Nhưng mà đang quay clip á nên là mình không có ký tưởng mấy bạn được. Tí nữa mấy em mà có xem được clip mình của anh á thì thông cảm nha. Rồi bạn trúng giải của mình ngày hôm qua là bạn mèo bông nha mọi người. Bạn 7 giờ trước hả? Chứng tỏ là vẫn còn chơi game nha. Rồi đây anh sẽ tặng phần thưởng cho em luôn. Rồi chính thỏ vàng hình vẽ mặt dâu nè. Chúc mừng em nhá. Ok. Rồi. Đây. Ký tường luôn nha mấy nít, ký tường luôn nha. Rồi có luôn. Chào em nhớ. Rồi rồi tới mấy bạn, mấy ông bà già mà đang đứng ở cái khu vực này nè. Ký em với anh Tịnh ơi, bây giờ anh quay clip mất tiêu rồi nè. Một lát nữa có xem clip của anh á thì lên coi nha. Rồi bây giờ các bạn coi kỹ nha. Đầu tiên á là sẽ có sự xuất hiện của NPC mới. Một cái NPC có tên á là Sevia nha mọi người ha. Sevia, trời ơi. Cái NPC này hình như là mình nhớ không lầm á là xuất hiện bên khu camping nha. Và các bạn để ý kỹ nha. Các bạn thấy xung quanh cái NPC này không, nó có gì không? Sẽ có những cái nguyên vật liệu mới hình trái tim nha mọi người. Rồi tiếp tục nữa sẽ xuất hiện thêm một cái NPC tiếp theo nữa, đó chính là Daniel. Sevia và Daniel, hai cái tên này rất là quen nha mọi người. Rồi NPC thứ ba đó tên là Phương nha mọi người ha. Bạn nữ nào mà tên Phương á thì đợt này sẽ xuất hiện luôn ở trong cái đợt sự kiện lần này nha mọi người ha. Rồi một bạn tên là Phương. Rồi tiếp tục nữa là một bạn tên là Minh nha mọi người, thì bạn này cũng xuất hiện ở trong cái đợt PC lần này luôn. Nhưng mà mình thấy là các bạn thấy cái gì không, những cái NPC Phương á thì mặc đồ của nhân viên giao hàng pizza nha mọi người ha. Còn NPC Minh cũng vậy luôn, cũng mặc đồ của nhân viên giao hàng pizza luôn nha. Rồi Huyên. Rồi ok, như vậy thì mình biết cái Huyên này là ai rồi. Chắc chắn luôn đó chính là bạn Huyên nè, là tác giả của cái đợt sự kiện năm nay nha. Mà cái bộ trang phục của các bạn Huyên nè này, các bạn thấy có cái gì khác không? Thì đây cũng là một cái bộ trang phục mới luôn nha mọi người ha, dành riêng cho cái NPC Huyên nè luôn. Rồi tiếp tục nữa là một NPC Hi á. Hi ok. Rồi cái NPC Hi này thì để mình coi. À, mình không biết tại sao nha mà bạn Huynh nè thì lại lấy tên đầu tiên á là Huynh, rồi tên NPC thứ hai á là Hy nha mọi người ha. Hy hai chữ Y nha. Rồi đây cũng là tên của bạn Huynh nè luôn nha mọi người, nhưng mà có hai tên, một nam và một nữ nha mọi người. Chắc là tại vì bạn Huynh nè là không có người yêu đúng không, nên là mới lấy cái tên của bạn Hy nè. Và hai bộ trang phục của nam với nữ này mình thấy rất là dễ thương luôn, đều là liên quan đến cà rốt luôn nha mọi người. Rồi tiếp tục nữa đó chính là bản điểm danh cặp đôi yêu lâu dài. Sắp tới thì sẽ có cái ngày lễ gì mà nó quan trọng mọi người, mình nhớ không lầm á là cái ngày mùng 8 tháng 3 đúng không? Thì cái ngày đó nó cũng quan trọng, nhưng mà đợt này thì có thêm một cái bạn điểm danh tên là bạn điểm danh cặp đôi yêu lâu dài. Thì trong đây á các bạn sẽ nhận được một cái hộp và mà các bạn mở ra hai khuôn mặt cái hộp mới nhất nè, 3 vé coupon, 50 kim cương luôn. Wow, rồi một cái drone bay xịn 36 ở bằng sự hình xịn, hình như là thiết kế, hình như là cái túi hay là cái ba lô gì mọi người. Rồi cái phần thưởng ngày thứ bảy á là một cái hình của cái cổng nhà nha các bạn nha. Cái cổng hình chủ đề là Valentine, chủ đề tình yêu á. Chủ đề tình yêu nha mọi người, thì cái cổng màu hồng có ba trái tim ở trên này nữa. Rồi đấy mọi các bạn thấy không. Và các bạn để ý kỹ ở dưới cái phần dưới nha, sẽ cái sự kiện tiếp theo có tên á là tình yêu là gì, tôi muốn trải nghiệm nó. Sự kiện này sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày nha mọi người. 20 ngày thì nó hơi lâu nha các bạn, tại vì thông thường nhưng mà sự kiện diễn ra chỉ có đâu đó tầm khoảng nửa tháng thôi, sau đó thì cứ nửa tháng là update một lần nha mọi người. Nhưng mà đợt này mình thấy tới 20 ngày luôn,
chắc là sẽ có một cái nhiệm vụ lâu dài cho các bạn làm đây. Rồi, mọi người, nhiệm vụ của các bạn á là phải hoàn thành tất cả các móc hộp quà dưới đây. Ví dụ như lúc trước á, thì các bạn sẽ nhận 3 hộp đúng không? Hộp thường này, hộp màu vàng này và hộp màu tím này. Thì đợt này có nâng cấp lên rồi là có 2 hộp thường luôn, 3 hộp màu vàng và 1 hộp màu tím là 350 điểm nha. Tình yêu là gì? Tôi muốn trải nghiệm nó, cùng nhau tìm kiếm couple của mọi người trên đảo Kaya và tìm cách để họ đến với nhau. Thì cái nhiệm vụ này mình cũng chưa rõ, để mình đọc kỹ xem thử nha. Ok, tiếp tục nè. Rồi, phần thưởng đầu tiên là sẽ có, ủa, hai đôi giày luôn hả? Một giày nam và một giày nữ nha. Rồi, phần thưởng thứ hai là hai cái micro, một cú nam và một cú nữ nha mọi người. Nhưng mà mình thấy hai cái này giống nhau nè, mình chưa thấy hai cái này nó khác nha. Cái này nó hơi bị trùng nha mọi người, các bạn coi kỹ nè. Đó, thấy nó giống nhau không? Rồi, tiếp tục nữa. Hai cái khuôn mặt cho ngày tiếp theo nha mọi người. Rồi, một mái tóc nam và một mái tóc nữ luôn nha. Đó, wow, chắc là cái bộ đồ màu hồng phía trên này, à là bộ đồ màu xanh đất biển phía trên này, cái sự kiện mà bạn điểm danh cặp đôi yêu nhau lâu dài, cái hình của nam với nữ đó mọi người thấy không? Đó, chắc chắn là cái đó luôn nha. Rồi, ngày thứ, ôi, 10 vé carbon luôn nha mọi người. Thì, hoài, Hagin ơi, ước gì á, ông NBC Hagin đó mọi người, ổng xem được cái clip này của mình á, ổng sẽ nâng cấp lên cái phần thưởng của các cái sự kiện sắp tới nha mọi người. Tại vì bình thường nó ít lắm, đợt này nếu như mà lên tới 10 vé carbon thì uầy. Rồi, và phần thưởng ngày cuối cùng á là các bạn sẽ nhận được một set nam và một set nữ nha mọi người ha. Rồi, tiếp tục, đây, đây chính là tất tần tật về cái bộ trang phục của nam và nữ luôn. Đã, để mình lưu cái tấm hình này lại để cho các bạn coi trước nè. Đó, mọi người thấy không? Đây sẽ là bộ trang phục của nam và bộ trang phục của nữ nha mọi người ơi. Wow, Huynh nè chứ lại Huynh xịn nha. Đợt này làm cái event này mình thấy rất là chỉnh chu nha mọi người nha. Từ sự kiện nè, cho đến nhiệm vụ nè, từ trang phục nè, các phần thưởng nữa nè. Wow, đồ rất là đẹp nha mọi người. Rồi, sẽ có thêm một cái bảng tên mới nữa trong đó thì các bạn coi nha. Kẻ gây ra tình yêu, kẻ hào phóng, Gen Z nữa, cameraman nữa, con nhà đại gia, nhà ảo thuật, người hầu công nhân, trùm trường, ở trùm trường Việt Kiều nữa các bạn. Mọi người thấy Việt Kiều với lại trùm trường không? Trời ơi, cái gì vậy, chủ trọ nữa kìa mọi người. Một đống bảng tên mới cho các bạn trong sự kiện sắp tới đây, các bạn cày, các bạn lấy luôn, cụ thể là 114 luôn hả? Rồi, ok nha. Rồi, tiếp tục nữa. Đây, các bạn coi, thì những cái hình trái tim mà lúc nãy mình có nói với các bạn nó làm nó nằm rải rác ở các cái khu vực khác nhau á, thì nó là tên của nó là viên trái tim nha mọi người. Dùng để tặng quà thư hả? Dùng để tặng quà thư. Mà cái này không có mở được ra, các bạn chỉ có bảo quản và khoe thôi. Để mình coi thử tặng quà thư là như thế nào nha. Không không, cái ý tưởng này hay nè mọi người. À được nha, được nha. Thì các bạn sẽ nhặt, nhưng mà nếu như mà nhặt tới 2000 trái tim thì nhặt đến khi nào nó mới đủ ta? Nó phải như thế này nè. Ví dụ như các bạn nhặt cái viên trái tim lên, xong rồi các bạn mở ra, nó sẽ random ngẫu nhiên, ví dụ như là 15, 20, 50, 100 đó, thì nó mới nhanh có được 2000 để mà các bạn đổi. Các bạn lấy 2000 các bạn tặng cái khuôn mặt mới nha. Thì cái khuôn mặt này thì mình thấy nó hơi hài hài nha mọi người ha. Khuôn mặt mới nha mọi người. Rồi, cái trò chơi mới nữa, xuất hiện trò chơi mới, đó chính là trò chơi trốn và tìm nha. Hình như cái trò chơi trốn tìm là cái trò chơi mà mình thấy các bạn bảo mình làm video nhiều nhất đúng không? Đó, thì cái trò chơi này được hai bạn lên ý tưởng và làm trong game luôn. Tên của nó cũng là trốn và tìm nha mọi người ha. Rồi, tiếp tục nữa. NBC mới, NBC mini, hay giải dạng nha. Khoan, cái NBC này mình nhớ không lầm thì lúc trước hai bạn đã có một cái ý tưởng rồi. Hình như là nó hay copy đồ của người chơi hay sao á. Bạn cứ muốn, không phải, bạn cứ muốn chơi trốn tìm không? Đây sẽ là một trò chơi lạ trong cái hòn đảo Kaya. Và bạn sẽ trốn trong cái cửa hàng Life Friend. Cái khu vực mà tụi mình trốn á, thì nó không phải là đảo Kaya, không phải là khu trung tâm, mà nó sẽ là nằm ở trong cái tòa nhà Life Friend nha mọi người. Rồi, ôi, các bạn coi kìa, hình ảnh trong trò chơi trốn và tìm, chú thích, có thể sao chép các đồ vật trong trò chơi này. À, mọi người hiểu ý của mình không? Các bạn đã từng chơi cái trò chơi mà các bạn copy đồ, các cái món vật dụng của cái map đó không? Rồi các bạn trốn không? Nói chung thì cách tìm giống như là chơi zombie đó mọi người. Thì các bạn sẽ biến thành một cái đồ dạng, một cái hình dạng bất kỳ, rồi các bạn sẽ đi tìm và các bạn cắn nó. Các bạn, nếu như mà các bạn cắn trúng á, thì các bạn sẽ tìm được người chơi nha. Đó, thì mình có thể sao chép những cái món vật phẩm như thế này nè. Hoặc là các bạn có thể có cái nút biến hình ngẫu nhiên nữa cũng được. Đó, cái ý tưởng nó cũng hay, giống như trong cái trò chơi zombie nha mọi người. Rồi, cái này khá là thú vị nha. Đấy, mọi người thấy không? Có thể sao chép luôn nè. Đó, rồi, tiếp tục nữa. Đấy, các bạn coi nè. Ly gì? Ly A copy nè mọi người. Rồi, tiếp tục nữa. Rồi, xin chấm play. Bạn là người đi tìm. Bạn có thể bắt đầu đi tìm trong trò chơi này. Thì cái trò chơi này nó cũng giống như cái trò zombie thôi. Nó khác một cái là cái này nó tên là trốn và tìm nha mọi người. Đó, rồi, ok. Rồi, đây các bạn coi cái khu vực mà các bạn cho chúng tìm nè. Thấy không? Wow. Cũng hợp lý mọi người ha. Đó, đấy.
Uầy, hết giờ, người chơi trốn không thể di chuyển. Thời gian tìm đang diễn ra. Wow, uầy, cái gì vậy? Cái gì mà 100 hộp mới luôn. Bốc thăm những trang phục đơn giản nha mọi người ha. Đây, có thêm một cái hộp mới nữa nha mọi người ha. Đây là cái hộp bốc thăm những trang phục đơn giản nha mọi người. Rồi, ở trong cái hộp mới này á là các bạn sẽ nhận được cái set trang phục cà rốt. Lúc ban đầu mà mình có review cho các bạn coi mà cái set trang phục nữ á, thì ở trong đó nó sẽ có một cái ba lô, một cái túi sách, rồi một cái set trang phục của nữ nha, rồi món đồ nội thất nữa nè. Rồi tiếp tục này các bạn coi này, phía trước nè. Ồ, thấy không? Wow, rồi. Ủa nhưng mà khoan, từ từ. À. Ủa, đồ của nam với lại đồ của nữ nó cũng giống nhau nha mọi người. Nó chỉ khác một cái là mái tóc thôi. Nó thay đổi mái tóc á là nó sẽ ra được đồ của nam với đồ của nữ nha. Nói chung là trong cái hộp này nó sẽ có hai set đồ luôn, nam với nữ chung luôn nha mọi người. Rồi, đây là cái ba lô này, mặt sau của trang phục nam. Ờ, hộp bốc thăm mới nè. Ui, cái ba lô này có tên là Huynh nha mọi người. Là tên của bạn Huynh nè á. À, cũng được. Ôi, gói mới mọi người ơi. Trời ơi, cái gói này hơi bị xinh luôn. Thôi xong rồi, cái gói này mình bảo đảm anh em luôn. Hagin mà có xem được cái video này của mình á thì ông Hagin thế nào ổng cũng đưa mấy cái gói này vào thôi. Tại vì mấy cái gói này nó đẹp thiệt luôn mọi người. Gói này có tên á là gói cỏ xanh mềm mại của nữ nha. Wow. Rồi tiếp tục nữa. Cái gì đây? Ôi, đẹp dữ hả? Rồi, gói này là gói mới. Gói này có tên á là gói tình yêu rung động nam nha mọi người ơi. Nhưng mà cái giá của hai cái gói này á, đặc biệt là cái gói gói nam á thì nó rẻ hơn. Còn cái gói của nam này á thì là tới 200k luôn hả? Rồi cái gói của nữ cũng vậy luôn, nhưng mà cũng 200k luôn. Ui. Rồi ôi, nhiều lắm các bạn ơi, nhiều lắm. Cái đợt sự kiện lần này hai bạn này làm nhiều lắm luôn á. Rồi đồ băng của nữ luôn, một cái gói phong cách jean của nữ nha mọi người. Rồi đấy. Ơi, có luôn cả nam luôn. Ôi. Trời ơi, không biết là hai bạn xịn, em xịn ơi, không biết là xịn với lại Huỳnh Huynh nè, không biết là lên cái ý tưởng cho cái đợt event lần này là mất trong bao lâu. Theo như mình đoán chắc cũng phải hơn cả tháng các bạn ạ. Tại vì là thiết kế rất là nhiều bộ trang phục trong này luôn. Rồi, đây, cái gì đây. Hình như đây là cái banner VIP VIP mới. Mùa cặp đôi thỏ không gian. À, VIP mới nha mọi người ha, VIP bắt mới nha. Wow. Rồi, các bạn sẽ nhận được một cái tàu vũ trụ trong này nha. Đó, đây là cái tàu vũ trụ, tên của nó là tên lửa thỏ đáng yêu nha mọi người. Tăng tốc 30, độ gia tốc 6.5, tăng tốc 15. Wow, rồi set trang phục của mùa thỏ không gian luôn nha mọi người. Ui, đẹp thiệt luôn á mọi người. Đây các bạn coi nè, cái ý tưởng này siêu tốt luôn. Cái VIP Pass này siêu tốt luôn mọi người. Ui, đẹp thật luôn á chứ. Ôi trời ơi, đây chính là cái con VIP Pass mùa mới nha mọi người. Thì cái con này nó sẽ cầm cái vợt nha, cái vợt này có hiệu ứng ngôi sao lấp lánh luôn. Wow, rồi cập nhật cửa hàng trang phục mới luôn nha mọi người ha, cửa hàng trang phục mới luôn nè. Đó, wow, đồ nam đồ nữ luôn. Đây là đồ của VIP Pass nha mọi người, đúng không ta? Tóc cũng đẹp luôn. Cái mùa VIP ý nên đổi họa tiết của gói nam nữ cho khác nhau nha. Nếu như giống nhau thì nên có một cái thôi ý. À, mấy bạn góp ý á mọi người, đổi cho nó khác nhau á. Ok. Rồi đây để mình lướt mình coi thử coi. Đây là cái gói mặt trước của trang phục được nhận trong sự kiện nhiệm vụ mới của nữ nè. Đó, của nam nè. Đấy, đồ nam nữ nè. Đó, bốn cái set đồ này mọi người coi nè. Rồi tiếp tục nữa là những cái set đồ gói kim cương và gói bằng tiền nè. Đó, ok. Như vậy thì sau khi các bạn xem xong cái clip review trong cái bản sự kiện cập nhật sắp tới của bạn Huynh này với bạn Huỳnh Xịn á, thì các bạn cảm thấy cái nào đẹp nhất trong những cái tính năng mà các bạn đưa ra? Theo như mình nghĩ đầu tiên á là cái mùa VIP mới mọi người. Nó đẹp thiệt luôn á, nó hợp với tôi lắm nha. Đây các bạn coi cái bách cái hình poster của cái mùa VIP mới này mọi người thấy không? Wow, đặc biệt là có thêm một cái tàu vũ trụ không gian tên lửa đáng yêu nha mọi người. Đẹp hết sảy luôn. Rồi các gói trang phục trong cái mùa cập nhật đợt này gói nào cũng đẹp hết luôn. Rồi hy vọng thì cái ý tưởng của Huynh nè với lại bà Hoàng Sịnh sẽ được Hagin chấp nhận, và Hagin sẽ thêm vào trong các cái sự kiện sắp tới nha mọi người ha. Và mình cũng không thể chấm điểm được, tại vì hai cái đợt này hai bạn này làm á nó đẹp lắm mọi người ơi. Mình chả biết chấm điểm kiểu gì luôn á, mình chỉ nói là chắc chắn là admin sẽ đưa vào trong game thôi mọi người ơi.